Cũng với tinh thần học tập và hấp thu những tinh túy của nước bạn để đóng góp vào các dự án xây dựng quê hương. Trong những năm gần đây, nhiều người biết đến doanh nhân kiều bào David Dương với danh hiệu Vua Rác. Ngoài việc trúng thầu nhiều hạng mục xử lý môi trường lên đến cả tỷ đô la Mỹ tại Hoa Kỳ, ít ai biết rằng cách đây gần cả chục năm, ông đã khai phá khu đầm lầy vùng ven thành phố Hồ Chí Minh thành một trong những khu xử lý rác thải lớn nhất cả nước hiện nay. Kiều về đây đầu tư thì có nhiều ngành nghề khác nhau và nhiều vùng khác nhau. Nơi nào họ ra đi thì nơi đó họ về họ sẽ đầu tư lại nơi đó. Mà tất cả những anh em Việt Kiều về đầu tư thì đều có một cái quan niệm như tôi là đầu tư, muốn đầu tư tốt, đầu tư có lợi nhuận, đầu tư hiệu quả rồi tiếp tục tái đầu tư với cái tiền và lợi nhuận mà mình có được hiệu quả thì họ vẫn muốn tiếp tục tái đầu tư để tạo công ăn việc làm và góp phần xây dựng quê hương. Câu chuyện văn hóa từ khu vườn ươm ước mơ hay câu chuyện đầu tư trên vùng đất chết từ khu xử lý môi trường chỉ là những câu chuyện rất ít ỏi trong số hàng triệu kiều bào ta từ khắp nơi trên thế giới đã trở lại quê hương. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút nguồn lực kiều bào. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận thấy, khuyến khích và kêu gọi kiều bào ta trở về nếu chỉ bằng cái tâm và cái tình thôi thì chưa đủ. Những chủ trương và quyết sách để tiếp tục thu hút nguồn lực kiều bào là những việc làm đang được hiện thực hóa từng ngày. Người dân nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Từ cái việc làm chính sách, từ cái thu hút nguồn lực, Thành ủy và Ủy ban đang chỉ đạo Ủy ban người nước ngoài cùng với các sở ngành họp lại tìm ra những cái gì tốt nhất để làm sao tạo điều kiện cho bà con hiểu hơn, nhiều hơn về đất nước của mình và có thể là trở về quê hương rồi, hoặc là ở tại cái nước xứ bạn cũng đóng góp về đất nước.